Đây là nó 20 lít là mình đổ cho nửa bao xi. Nửa bao xi xúc 5 thùng đá, 5 thùng cát vô. Nói vậy anh hợp cho bao nhiêu đó thì em nhìn để lát em biết để ngon, nó bị nhão bị đồ thì nó thiếu mình cho thêm nữa nó dư là mệt lắm. Dạ, dạ, công. Để em nhìn cái lực nước của nó bao nhiêu đi. Cái hồi mà cái cối này nó đầy nè, cái tay này nó nặng lắm không phải nhẹ vậy đâu. Dạ. Nó hết rồi đó. Quen là lật cả xe, đổ cả xe rùa, lật cả cái cối đó luôn. Dạ hả? Không có đơn giản gì đâu. Vậy thôi, hồi đầu để em xúc vô cho cách ăn đây rồi nó nhẹ bớt rồi. Không phải để nó lật cái là mệt luôn. Đè cả người đó, chứ giỡn đâu. Tiếp công việc. Làm. Nó dễ làm. À, mình phải cho nước nhiều lâu dữ rồi đó. Không có nó dính xi măng, đổ xi măng cho nó dính một tí. Anh tưởng đâu là vô đó rồi mình mới cần cho nước. Đổ được. Vậy là canh nước đó, nó quen á mà. Đây nè. Rồi đi. Không em đi bây giờ. Tại ra đầu này trước. Nó tắm sạch. Cái chỗ của lốp mới xây của mình kìa. Cái chỗ anh em mình mới xây trên á. Hôm qua nó chưa nứt mà hôm nay tép. Hôm qua nứt cái chút xíu bữa nay nó nứt lớn rồi. Bữa nay em phải chạy cái khu vực này chứ. Mình cắm lại. Đỡ. Mình kéo về cho tầng đây. Nó đây là cái chỗ rồi. Cái này nó trước sau anh cũng phải giúp. Thấy cổ đúng mấy đồ.
không hai chủ nó kiền bút cái đây nó kiền liền chứ ăn thua gì đâu mà nó không kiền mấy chủ không trụ mà không có hai chủ kiền liền chứ có gì đâu mà sợ không trụ nó không có dằn luôn mà ừ nó không dằn nó dằn trên nó thua gì không có cái gì hết nó phải kiền dọc giữa đây nữa nè nó đỡ nè không kiền kiền đầu trên làm gì nó không kiền đối với làm gì đá mà nó phải gặt đâu. Vậy hộp không có việc làm. Về đi chợ nó chết mấy người mà đứng vòng vòng đâu có đói mà thằng sợ đâu. Rồi nhiều đi. Không đạo hay. Lúc nào cũng thấy cái mấy con miền Tây đó. Con miền Tây đó. Ờ thì ấy mấy thằng cũ á, cái thằng què què sọt sọt á. Để đây thôi, để trong đây. Ở để ngoài đi. Dạ. Đem đâu, để đâu. Không được. Thì đó cái thằng nó là 3 năm mới nghỉ Tết được một năm mấy ngày đó thôi. Dạ. Thí dụ năm nay nghỉ rồi bắt đầu một là bắt đầu rồi. Là 3 năm sau bắt đầu là cũng mới được nghỉ Tết. Cái này chắc thấy cưng lắm ạ. Nó lâu đã lắm. Cho nội, đứa cho ngoại là cỡ này thấy cưng. Thì coi, cá gì cũng cá. Nước nó xuống là banh liền làm đùng. Nước là banh liền. Làm cho mình giữ trụ chơi vậy thôi chứ mảnh múc đá dằn đá biết bao nhiêu tấn luôn nằm đó không thành nó làm lại bây giờ mà làm gì nữa không mà làm lại để đây sạch đẹp nhất cả bóc gì nữa bóc bên đó ra chỗ lại á đục mới đụng tàu lao quá lúc làm biểu kêu mấy múc dằn đá dục đây xây lại vậy đó rồi giờ mình không chịu tí ăn giờ làm lại đó phù mới múc nữa rảnh nữa mà lúc đó là kêu là mấy múc hết dằn đá này đi xây lại đó mà nó không chịu đó bắt đầu kêu mày qua mày xây thêm một hàng đá ở trong đó không gánh nổ đâu không đưa nào gánh nổ anh được bản nghiêng vậy hôm nay nè coi nè coi nó một mùa mưa bắt đầu bơm ngót cái trụ này thôi bắt đầu nó một cái là nó hở ra một phát là đi liền sợ lây ba với một mưa cái mẹ không có dưa đâu sợ tới mùa mưa luôn không mưa đâu mùa mưa mới bị bây giờ lọc thuyết phục nữa đi lọc đó làm gì cho đây yên tâm không làm nó nghe chuyện cua lúc cái thằng Lâm kêu nó múc nhà đá này đi xây lại mà nó không chịu thì mới là nó từ từ bắt đầu nó ra mà còn một cây mưa xuống bắt đầu là nó bục ra một phát một nữa mà vừa đâu mà đừng có lên đừng có kể đó gần làm mấy cái trụ này chơi vậy thôi thì mình bực một phát nó bực liền mà sao lọc không phải trong nghề mà sao rành quá vậy anh biết cho anh nó chưa mình ngó mấy cái này là mình biết là mấy cái nhà này là nhiều lắm rồi phải 10 nhà đổ 9 nhà rồi nhiều lắm cái nhà anh nhiều khi đang xây vậy có đầu móng sắt bên nó đưa một cái nó trễ xuống luôn á không có gì ở đâu. Đây cái cảnh này nè, một nhà thì xây nhà cấp 4, đây móng là nhiều lều trên. Được đó. Bên đây mình làm nhà lớn, mình móc móng sâu. Đây là đi liền thôi. Bà nội, lật nhà bên kia là đền luôn mà, phải đền như người ta đó. Phải đền chứ. Cái quy luật nhà nước á, mà ai làm trước á, ai làm sau rồi đó, là thằng làm sau phải đền. Mà nhiều cái gì tất nghiệp hết. Đó, nó quy luật của nó mà. Người ta ở hồi giờ không có sao, mình làm mới ảnh hưởng người ta. Bởi rõ ràng gì thôi. Bữa làm cái nhà hầm ở trên Tân Phú không phải? Thuyết phục nữa đi Lộc cho ra bên đây cho anh đỡ. Dạ. Thuyết phục nữa đi để cho anh đỡ. Thằng đó thì khỏi nói nó đi. Cũng như cua vậy mà. Một triệu. Lúc thằng Lâm kêu lúc đó là nghiêng qua một bên rồi kêu thằng Lâm biểu múc lên lại đi. Rồi xây đá lại. Đổ chiền trụ đàng hoàng nó không chịu quá kêu này qua xây thêm thằng đá trong nữa. Rồi mới xây bức này nữa nè. Bức này chịu không nổi đâu. Đưa một phát một đi hết bây giờ. Anh Lộc biết làm gì đâu, chỉ làm cho bên làm đẹp luôn.
nó lâu dài, nó không có nổi. Mà bây giờ nếu anh làm đây vậy em nó phải múc bỏ hết. Em phải làm. Mà nếu mà anh làm sao ảnh hưởng đây là anh phải đền lại cho em. Thì rõ ràng quy luật của nó mà. Không phải vậy anh làm thấy nó phiền không? Đúng rồi, đó nó mới khổ vậy chứ. Phiền phức lắm chứ. Mà giờ em không làm đâu có được. Lộc là thân nhất thiếu phục dùm đi Lộc. Không, em chịu. Long kia bạn thân nó nói còn không nghe. Thôi, chờ, không nghe. Chịu. Đã làm sách cho nó. Thay lại. Rồi nó không chịu. Nó vậy. Chứ gánh nó không chịu không nổi đâu. Biết lý do cái dàn móng này bị sao nó bung không? Nó vừa đổ đất nó vừa đầm luôn, vừa đất đổ đất nó đầm luôn, chết luôn là nó phạt ra. Tại vì cái xi măng nó chưa có khô. Ảnh đổ đất là cứ đầm đổ cái mấy cái múc là nó cũng vẽ tới vẽ lui nó phùng ra, nó bình lên. Cái loại xây này múc đá lúc nào nó phải nghiêng lên vậy nè, phải xây ta ly. À ta ly lên. À, thì nó không ngã, nó xây đứng là phải ngã hết. Sao bây giờ em đâu có dám xì cam, chỉ xây cái thấp. Ok vậy thôi, mình cười vậy thôi chứ không có đường lên được đâu. Tại vì mình xây lên bắt đầu một cái là nó kéo theo nó là một phí tiền. Vậy thôi mình giữ vậy thôi, giữ cái dàn chân này thôi. Cái này là thấy rõ ràng là thấy cái trụ này đó là thấy rồi, xong rồi đó. Nó là thấy rồi, tắt ra rồi mà. Giật thì đâu, mới đầu giật dữ. Giật rồi đó, cái giật rồi đó, nó vừa đâu. Không công nghe, ta nhìn ta không biết. Ừ, cái thắc mắc là Lộc không phải trong nghề, cà phê sao sao vậy? Thắc mắc rồi. Nó không trong nghề mình biết, biết chứ, chồng biết cái gì, biết chút chút chứ. Chút chút đâu, nói thì đúng rồi, sâu á, nên cột trèo nào qua lên, nam á, lên, nó thấy nó nói liền. Thấy là nó lỡ biết liền, cần. Ừ, vừa giật liền. Cái thằng tay ngang nó dở giữa giữa cái thằng không biết thì nó ngó cũng biết nữa chứ được. Đó là lâm có khuyên rồi, lâm có khuyên rồi đó. Dùng xe hàng đá để vậy thôi là xong thôi, trụ à. Lên thôi giữ thôi, còn khi nó sạc kể lúc nào nó sạc thôi chịu. Từ đó thì vậy đó. Sạc lúc đó thẳng rồi thì tự động nó làm nó xây lại thôi. À, xây lại bên nó thôi. Còn cái vụ mấy cái trụ này nước kéo theo nước thì thằng Thảnh đập ra nó đền lại thôi. Đó thì bây giờ đó, cái phương cái lọc đó đúng đó, làm vậy đó, bây giờ làm vậy. Thôi thứ gì cỡ đá, dàn đá mình giữ cái dàn móng cho nó cho nó lại thôi. Chứ là mình cứ phải là mình sạc rồi mình bỏ để đó. Đó mình giữ dàn móng từ theo cái bậc đó. Xây xong nó lên cái lầu rồi, đá của nó rồi. Đó làm vậy đó. Từ đó lên cái tay bắt đầu nâng lên cái này là hướng nè, cái dây này đến cái dây này này cái nâng lên một lớp nữa là cho Mỹ sao bằng thôi, bắt đầu mình nâng lên vậy thôi, nâng cấp lên để mình nâng cấp mà nâng cấp cái sau này có sạc thì nó đáng chịu thôi. Đó cho nên về làm vậy làm thì muốn không có làm được đâu, không có làm được đâu, không có được cái này cũng cách này là giờ không có đổ vô được đổ gì không hay không muốn đổ là cái cách đó xây lên. Đổ lúc này thôi, xây đục một côi lên thôi. Giống như đổ thấp thôi. Không có xây luôn, mình đổ thấp thôi. Dạ, mình đổ bằng cái kênh này thôi. Dạ, đổ lên thôi, còn nhiều kênh kia làm sao đổ được, làm nó ăn gì không đó. Cái anh lọc cái gì sao? Bây giờ đổ sâu lên tới đây nè. Dạ. Tới chỗ này thôi, còn sắt để đi vậy. Dạ, đó em. Khi nào mỗi thằng kia nó sạc ra thì bắt đầu nó tính sao. Không đổ hết, đổ khúc này thôi, được rồi, hiểu chưa? Đừng đổ hết, đổ khúc này thôi. Còn kia để im. Còn mình móng đi đây mình lên đá xây mình lên khúc này qua qua ngay chỗ cái này đá cho nó. Cấp vào chỗ này đây, kia là chỗ giúp cấp vào trên kia là lên cấp. Mình cứ giúp cấp cho nó. Để nói sau này nó có tại nó còn khúc bên kia là không được gì cả. Sau này nó đổi thường mấy con mình môi rồi mình chừa cái dạng móng nó lại độ sụp, cái do sụp. Đó nó khổ lắm. Giờ mình cứ xây lên bắt đầu thì lên. Cứ lên cái mặt thân mặt đá bằng mặt đá này thì của nó thì lên lớp là ừ là cứ vậy thôi rồi đi bắt đầu lên từ cấp lên còn kia mình không kia cũng được không cần kia chú việc cấp lên trong một miếng hàng đá cho nó sau này nó lên nó đậu thường nó không tại anh tàu xét quá nước nó trồng xuống xây đất xây họ xa là luôn để cho nó gánh luôn được tí sáng cứ xây vậy đi.
dịch cấp lên, tới đây bắt đầu dịch cấp lên. Mình là tính như tôi thì có tốn hai thêm thằng đá chứ mấy mợ, tốn nguồn đá mình dịch cấp lên biết. Thế sao mình che cái thằng này lại cho nó không? Đến đây cái là một cái sợi dây này đã được nhân nâng một phát nữa là xây hạ bằng đẹp luôn. Tại đó tại sao thì sao sao thôi mà là cũng đặt lắm họ luôn mà nó xé đây luôn còn nữa còn rồi hôm qua này chưa thấy nè xé luôn nè. Cái này mới xé nè, cái này mới xé nó xé cho coi rồi chỗ nào đó nè bên này nè xé rồi nè xé đất luôn nè. Thôi vậy anh hợp làm gấp nè anh em mình mới cắn. Giờ anh gấp đi, bắt đầu rồi, ngưng cái thằng đó, giờ chạy theo thằng này lên đi. Cho nó thẳng. Bước thằng này lên đi. Không, con phải xây cái chân kia để giữ lại đã. Không, không thằng này không sao mà thằng này nè. Cũng mình, nó lẻ. Nó xé rồi đó. Giờ ráng lên nè, làm tranh thủ cho nó tới chiều là bước lên kia. Đúng luôn kìa. Đứng nó đá nó chặt con đập con đỡ chết con sọ não. Ra đứng. Rồi. Thấy thằng này á là nó phải như kia mà nó không rắc rắc mình còn chạy được cái gỗ được. Thằng này làm phát khủng đi này nó xuống là nó xuống cái đùng luôn. Nó làm đùng liền. Mình học chân thử bữa nay mình làm sao. Cũng mai mai lọc ghé rồi nói. Đêm qua là mai quá. Mỗi ngày lọc cái sao mỗi ngày nó ra. Nó ra, nó phải ra chứ không ra. Đúng ra cái sắt này không cần làm cao đâu, mình chỉ kiềng nằm dưới đó thôi, chơi vui nằm cứng thôi, không cần. Tại vì mình không còn xây gạch lên được nữa, à, thấy không? Cái này là tính là lên luôn, ai thì anh móc ra nó bị như vậy, tép nhiều quá. Không cho lên tường, cứ dàn đá vậy thôi, không cho lên tường. Có xé đất nữa là nguy hiểm lắm. À, anh Lộc thấy là khi mà nó ngã xuống là bên đây là em rõ ràng nó làm cái rầm luôn chứ bữa làm bên này anh chỉ nó đừng tưới đó nữa là nó quất một phát một là đi hết luôn. Vậy thầu nó có chịu trách nhiệm không? Đó. Đỡ quá, sau này lọc ghé nữa, mới rõ ràng, chứng kiến lĩnh vực mới rồi. Không, anh tính ghé mà, anh chở cà phê nên nó ghé được. Thấy người vui làm này. Còn rắc kia mình không có đổ cao đâu, không cần. Đang dưới thôi. Bữa đầu tiên là... Những sao mình đổ qua, mình che được cái dàn móng của nó thôi là được rồi, không cần. Đó thì em định làm tới... Cái vậy thôi chứ. Chứ không cần đổ lên hết. Khi mà thằng này đó là chặt xuống á, nó bắt đầu là nó tính chuyện sao. Mà nó chặt xuống tự nó làm đi, mình khỏi còn xây lên chứ là chứ mệt. Mình hết kính nó đã cao rồi mà. Mình có dàn móng như này rồi, mình đâu cần xây lên chi nữa. Đó. Lập tới cái trụ kia thôi, lập bỏ. Đừng cho nó kéo theo nữa. Tập ngang khúc đó thôi, sửa đó lại. Lại mưa xuống nó nắm nó ngậm cái đầu nó nứt tự động xé ra, nó xé kéo nguyên phần tầng kia nữa. Phải đập bỏ nghe bỏ luôn. Bỏ tới khoảng nào? Đập tới cái trụ. Tới trụ hả? À, quả chưa cái thằng dưới lại thôi. Yeah. À, để giữ lại. Chứ anh mà để bắt đầu là mưa tới bắt đầu nó kéo theo cái thằng bức tường kia này nữa. Cũng đôi cái móc cũ của em tại vì đây nó quá chứ không có phải là em đào ấy mà mình đó nhìn lòng thấy mình nói là vừa qua đây cột không
thích đó, nhưng mà giờ kệ đó, mình không cho muốn. Nên giờ em cứ giữ cái móng, giữ cái móng lại thôi. Đúng rồi, còn cho nó. Lộc nói là nếu mà nó sập xuống kêu đền, sáng thấy có kêu hoài qua rồi, nói rồi nếu mà làm em móc ấy là em nói là nếu mà giờ em móc bộ em mới làm, nếu mà bên đây em sạc thì chị phải đền. Cái chị nói chị cứ làm đi, nữa em xây sân em giật vô có anh hợp nghe nè, giật cái gì vô thì đó. Dạ vậy vậy nói giật cái gì thì đó, mày múc mày múc hết luôn hả? Mà anh Lộc thấy nếu mà em cố tình em làm lên em bắt đền phải không? Giờ em nói là tình hàng xóm thôi. Bên kia làm sao? Dạ thì bên đó làm thì thôi, bên đây chịu chứ. Giống như bên đây mình chứ đang phải làm. Mình tự động nó thấy mình thấy nó làm vậy, mình làm vậy đâu, đâu có đâu. Mà bữa em làm là có anh Hảnh qua đàng hoàng, cái móng ranh của em cũ đàng hoàng chứ em không có làm tầm bậy tầm bạ. Thì mình theo bức tường thôi chứ cái gì đâu mà. Nói không được lỗ tai. Giận nó nóng. Cho nên giờ phải chịu thôi. Dễ sợ ha. Này là mới kỳ mới thấy. Đó. Thôi đã, mình qua mình đâu có đâu. Bởi vì mình làm xong rồi mình thấy tránh xa anh Lộc anh chỉ mới thấy nè. Cái cột ở trên đó anh Lộc biết không? Anh hồi bữa anh hợp xây bên em thấy nứt ra rồi còn gì nữa. Xe vô, ngày hôm qua nó ấy một lần thôi, bữa nay nó rời ra. Bởi vì là cứ một ngày mình ngó nó hở ra bao nhiêu, một ngày mình hở ra bao nhiêu là mình biết liền. Chứ nó có gì đâu, dễ ổn. Anh Lộc thấy thí dụ như giờ anh chị làm điện đây mình vui vẻ hết. Chứ em đâu muốn cái chuyện phải mất đền. Nhưng mà thí dụ bây giờ làm mấy ảnh hưởng tới em. Bữa hổm này đổ thừa tường, em cũng bỏ qua. Bậy sao tối tôi được. Bữa hổm nói là tại tường, mà lên ai cũng nhìn thấy hết. Bậy. Thì thôi em cũng bỏ qua sớm về em làm kiên cố. Mà giờ không mất đền nữa thì chắc em phải đưa lại. Đổ thừa bức tường. Bữa hổm nói tại tường hiểu. Tôi từ xưa tới giờ nó vậy mà tự nhiên anh làm cái móng này tường tôi ngã. Tới chừng xây ra vậy là cái tường em ấy thì nói tại bức tường đúng không? Đó mà giờ không chịu làm này nữa, hư bắt buộc là em phải mất đền thôi. Vậy thôi, quy luật của nó thôi. Mất lòng chịu thôi chứ sao vậy? Nghe anh Lộc thấy hồi trước anh xây với anh Hảnh á. Ví dụ ảnh là anh phải xây cái ngoài sân đó, anh lấy xây cao lên, bữa nay em xây giờ anh đổ đất đầy nữa, em phải xây cao lên nữa, nó tràn. Em xây dần đá thôi, khỏi xây gạch lên, đừng xây gạch. Cứ để về móng thôi. Dạ, đừng có xây gạch gì hết, để về thôi. Mà em chỉ sợ em xây xong, tại bữa em xây cái anh kéo đất qua, rồi em xây em thấy cao nữa, anh kéo qua nữa. Giờ cứ xây móng lên, che cái dàn móng rồi thôi, xong khỏi xây gạch gì hết, khỏi xây gì hết. Rồi cái con xây gạch lên nó cong nó đổ một cái là phí tiền mình vậy. Nhưng mà cái đằng trước này không bị nên em định cho cột riêng là em sẽ xây từ không, cao. Trước đó không sợ đâu. Dạ. Cho nên là khúc này em cho riêng ra. Cái thằng phình chỗ này nó bắt đầu nó kéo theo thằng này từ thằng đó nó kéo ra tới thằng kia thôi. Chứ nó không kéo hết thằng kia được. Vậy là nó để không biết nó không sợ tại vì bên này khúc đầu này không sợ nó xé từng thằng này nè. Nó xé nó kéo theo thằng này ra xuống. Thằng kia thì nó không xé nó kéo theo. Bởi vậy mỗi ngày cứ thay đổi cái cách ra đây xây hoài. Không biết nó được cái đầu nữa. Xì măng như đá của nó cũng không chịu nổi, nó xé lại sợ. Đúng là làm hai trụ cũng được, bắt đầu nó kiền, nó xây lên này bắt đầu nó kiền lại. Nó kiền lại bắt đầu nó xây lên, nó kiền lại, nó khóa lại hết là nó không bị phình cái thằng kia ra. Tại này nó không có kiền gì, nó nằm cái kiền nằm trên này thôi. Bắt đầu nó phình. Bây giờ làm cái nhà gì cũng vậy phải kiền hai lốt. Đúng là kỹ luôn, nó phải kiền với lớp cái này nữa nè.
là bắt đầu làm, bắt đầu đưa trụ lên, bắt đầu kiềm thêm lớp nữa thì nó cứ ngắt luôn. Đó nó phải kiềm như này nè, nó bỏ đá lên xong bắt đầu kiềm, mà phải trụ đàng hoàng, có trụ hết à, thì nó không bị dày. Bành xác rồi, nó rỉ theo mấy cái này nè, yeah. Nó rỉ theo, nậu xé. Nó kéo lần này trước, sạc lần này trước, kéo lần kia theo. Bắt đầu mấy thang mấy hồ này bắt đầu nó kéo theo, rột ra. Rửa xa. Trời ơi, anh xây gạch không sao, xây đá nó nặng lắm anh ơi. Xây cái này lúc nào nó phải nghiêng cái này nè thì nó mới gánh được. Nó xây đứng lên là lúc nào nó cũng phải bung ra hết, nó sạc hết không chịu. Lo gì ảnh có tiền mà lo gì sạc cái này nó làm bậy khác có cọc. Mình thôi. À, đọc ngang cái nó qua thôi. Cái nước thôi. Rồi tôi cứ trụ nó thôi là mình đừng cho cái thằng này nó kéo theo cái thằng kia. Chứ đâu cần gì làm hết gì. Cái cột này thì em định làm ấy mà giờ chắc kiểu này chắc. Đâu có làm. Không, em cho cũng ra chắc là chiều sau này mình làm xong mình kéo lên làm rồi. Nhưng mà cũng cho nó như tại vì cái kiểu này là em thấy là không có. Cái này mình nô cái này mình đổ trụ này lên cũng được nè. Em làm cái trụ này thì chắc thì cho nó rời ra nó không biết dán được. Nó đập trong này mình chừa lại thôi, chứ xây chứ chưa hết. Thế làm gì, đập trên này chừa được nước tràn vô mình luôn. Đâu cần đập xây cái móng này chi nữa. Đâu có ảnh hưởng gì đâu mà. Tại thằng anh ấy hôm nay này nó làm nè. Thấy không, nó kiền đó ha, nó sợ thấy chưa. Thấy không, ở trên kia nó kiền nữa thôi, thấy không. Đó, nó sợ chứ không sợ. Còn cái này á, nếu mà anh đọc anh làm theo ngày rồi cái nhà này cũng sạc rồi cũng làm mệt rồi. Nó khổ, hiểu không? Mình cứ đọc ngang rồi tới cái trụ đó thôi. Anh mà đào theo làm này sạc không được. Ví dụ nó có kỳ nhưng mà độ thời gian mưa riết nó thấm chưa được làm hết, mà nói kiểu này là mệt rồi. Đập này có phải cho nước nó không ấy hả? Đừng đập theo đường như nước nó tràn qua thôi. Rồi phải để yên vậy. Tức là gì đập tới đây thôi hả? Rửa lại để mà đừng cho nước nó thằng này nó nứt rồi nó kéo thì nó kéo bên kia ra.
không cho kéo thì chọn đó mà. Nghe nó thôi. Đấy mà anh hợp bên đây mà sửa thì mình lên đẹp lắm ha. Bên đây mà sửa là mình sẽ đá từ dưới lên trên. Đẹp nha. Dạ. Yeah.
Rồi ca đi, hát đi. Nghe con hát hay lắm không? Con hát hay lắm không? Con ca hay lắm không? Ca coi. Ba nói con ca hay lắm hả? Ca bài nào cũng được, ca đi đó sâu vô. Cho con thấy mẹ là lớn, cả đời mẹ đã. Ca phải ngước mặt lên, không thấy mặt gì hết rồi. Đó, ngước mặt lên, ca cho thấy mặt chứ. Okay. Giờ cứ xây đến đây thôi, chờ chờ đây. Đảo bây giờ sáng em có không nguy hiểm ạ. Sáng em có nói đứng làm đây mà cũng sợ. Sáng em có mời chị Hoài qua, nói là chị Hoài với nói cứ xây ở bản này chỉ giật cái gì vô mà giật chị này đâu. Mà giờ em còn em có nói thẳng máy rồi múc. Mà nó nứt lẹ quá, thấy sợ, sợ lắm nữa. Cái này không, bên đây nó không có trụ nữa. Ai vô cũng nói là không biết nó bung bất cứ lúc nào. Không nớp, ập xuống cái chết rồi nào. Em mới nói anh xây lẹ đang chạy chứ. Chứ đâu ở trên kia nếu mà nó bị nó xả ra ấy nước nó bị. Chứ còn nó khô là chưa đâu. Nhưng mà anh khô anh bảo một ngày hai thì chưa. Anh bảo cái gì sao bây giờ mỗi ngày là nó nứt đường như cái gạch này anh đảo nhìn là nó sắp bung cái viên ra luôn. Cứ mỗi ngày sáng ra là nó vậy. Cho nên giờ em cứ sống rồi em thấy nó không biết lúc nào nó bung em sợ quá. Bung thì chả sao đâu, nhưng cái là người đi chỗ này thật nét nét đi, đừng có đi qua chỗ này đi thôi. Nó bây giờ anh đảo thấy anh đảo thấy giờ em bị kẹt vậy đó, anh đảo thấy nhà cửa tùm lum là la, giờ lỡ có bung xuống thì sao, giờ ảnh chỉ tính làm sao với em đó, nó khó lòng vậy. Có cái đà đấy rồi ấy thôi. Làm đến đến khúc này thôi. Đó, sẽ đăng lại từ khúc này để còn lúc nó kẹp qua. Anh chỉ xây ở dưới chân thôi để giữ lấy thôi. Còn ở trên giờ chưa dám động gì. Còn khi nào mà nó có bị thì bên kia nó phải làm giả. Anh đảo cái làm sao lại, nhưng đó. nhưng mà nếu bây giờ bên đây mà cứ chờ vẫn thì đúng hơi chờ thì nó khó hả? Cho nên là nó cũng khó nha anh, với lại như này khi em đi á là em không biết lúc nào nó ra. Rồi giống như là mình cứ sợ nó, cứ sợ mấy lúc nào nó bùng không dám đi gần. Cột này thì cũng đã ăn cùi đâu. Cột này thì ý là bên kia họ mà làm chắc chắn thì bên này làm cột này để bên này xây kiên cố. Thì đó em đây là mình xây hai bên như này mình đổ bê tông vô. Mà cái lúc nó làm xong không bảo nó nào lấy nó đổ cột luôn. Em đâu biết nhà anh ấy. Anh ấy. Biết chết liền, ai làm đâu. Thì lúc nó nói là phải bắt nó, phải bảo nó đổ cột. Ông cũng ở đây, ông người bác. À, anh mà anh biết anh đảo cái hồi đó là anh đảo nhớ em bức tường không? Đâu. Rồi nó bị ấy qua đây luôn em. Ở trước đây có một bức tường sẵn, tường cũ. À. Biết rồi. Mới đập ra đó. Ừ. Đây kìa, bức tường như vậy. Sáng Lộc nó tâm á. Là quen thân, bạn thân mà khuyên xây cột rồi kia đó. Chẳng không xây. Sáng Lộc nói rồi. Giờ nó khó cho em. Là đảo nói dùm nãy xây cái để... Nó làm anh cái nó đổ ra đây cái này giờ nó làm rồi chứ không khó đây chứ. Giờ cái này bắt buộc phải làm. Là kiên cố rồi, bây giờ nếu mà làm lại thì phải bung lại ra hết. Phải múc hết lên xong làm lại. Hết ra đây. Để cứ cách điện cắt cho. Anh kêu anh phải làm lại đó. Hả? Tháng anh Thảnh kêu phải làm lại. Làm cách gì cho đây nhanh nhất. Cách gì hết á. Thành nó lấy rồi gì. Thành chắc anh kêu làm lại. Mà tôi nói chiều nay nó... Chiều nay cho nó với anh tí. Ờ, đã nói mình tiếc rồi đó. Thì nhiều sáng lọc lại nó cứng đầu đó. Nó chỉ đảo nó thôi. Cái khu trên kia là không được gì. Thì không được gì, à. Không làm thế được. Anh đảo uống nước anh Lộc, uống nước gì.
tên rứt đầu tên nào cũng hay. Ăn thua gì đâu. Ý là như vậy. Làm này ăn thua gì đâu. Cái này là xây cái này là chặn cái đất đó lại, chứ đỡ đè xuống đỡ xảy cái đất này nó đỡ bớt đi. Mà nó làm nó tốt ở trên kia nó đã ít thế rồi mà lại còn làm thế. Mà nó đi luôn vào cùng nó. Cái vùng này nó đi hết. Cái cột nó cũng lả ra rồi đó. Cột cả thì đó cái cột mới lả. Úi trời, còn giờ giờ lả nhiều rồi. Trên lả ra rồi đó. Ừ. Hôm qua chuẩn bị mà giờ nhà. Đấu ra rồi đó. Cái này làm ghê. Bây giờ trên nó bị tác động mạnh cái là nó bình đầu ra luôn. Anh đảo hai cây cây. Cái này chiều chứ đảo nó cái chiều này chiều nó phải xóm với nhau. Nó có cái đình cái nghĩa hồi xưa mấy chục năm nay không sao mà giờ có thấy cái đường ranh rào mất lòng xóm. Em cũng không muốn mà làm cái này nhưng mà nói anh chỉ là ấy là anh chỉ anh chị. Nói dụng tiếng thuyết phục vừa đó. Để lâu quá nó vừa. Chúng năm nay không mất lòng nhau. Thế rồi mà không làm là sớm cái chỗ này nó không ổn rồi. Dạ. Để này không ổn. Dạ. Nguy hiểm, trên nhà nó, trên nó. Dạ. Để dưới này không chết, sao đâu. Chết người đây đó. Chết người, chết người. Không, anh bảo bây giờ. Cái này cũng nguy mà dưới nó giống như là em không dám trồng bông ấy, nhưng mà mấy người là chuyên nghiệp anh. Hai em nói là nó bung ra một cái, ví dụ em đang đi ngang thì nó bung xuống xà, đâu có biết giờ. Không chết được. Bị thương thôi. Nhưng mà bên đó, bên đó là bên thảnh bị nặng. Dạ, anh bảo thấy về nhà. Vậy ví dụ nhà kẻ gì vậy? Để nó chở cái là công trình, nhưng mà thì mới làm xong. Bây giờ tôi nói trình ra đảo biết trước là sau mốt là nó ấy qua là phải chịu trách nhiệm bao giờ đó. Thì đúng rồi, nó có ngà thì nó chịu trách nhiệm thôi. Nhưng mà để lúc đó mà chịu trách nhiệm thì nó dở. Nó dở cái nhà của mình vừa làm xong rồi. Anh đảo biết là em định là xây lên trên rồi, nhưng mà em nghĩ là sớm bây giờ nói ví dụ anh chỉ làm bệnh dễ, em đây cũng dễ, anh chỉ đỡ chứ không ấy là mở bệnh hết. Mà sẽ cảm hết đến mẹ là đèn mớ nữa. Ừ. Tội cho ông. Giờ cái tình cái nghĩa hàng xóm thì đã báo cho anh trước rồi, như vậy là con làm. Bên này thì ta mới chăm xây kiên cố được. Đâu cả em chứ. Làm chậm quá. Câu giờ, câu giờ. Máy lái rồi, chơi lần rồi. Máy rồi mà. Đổ cái sẻng ra đi, mà đổ cho. Để đổ lâu lắm. Yeah.